Thành đã trở lại và hôm nay Khát Thành giới thiệu với các bác ở đây là một quả súp hơi 6,5 inch thôi nhé, quy đổi ra cm thì nó là 16 cm, cả vành nó là 17 cm. Đây là loa súp hơi gầm nhé các bác nhé. Và nó là loa súp hơi cho nên là nó là loa thụ động, nó sẽ dùng công suất ở bên ngoài để đánh. Ở đây hôm nay Khát Thành sẽ đánh bằng một cái Omni Class D 2.1 300W. 300W tuy nhiên là dùng nguồn chưa đủ các bác nhá, thì nó vào khoảng được 120W thôi. Thì để ghép với cái loa súp hơi này. Chứ còn cái Omni này mà cấp đủ nguồn thì cái loa súp hơi này sẽ không đủ công suất yêu cầu. Vâng, mời các bác quan sát là súp hơi này xung quanh bọc lỉ các bác nhé. Còn cái gầm của nó đây là súp gầm. Rồi, trước khi các bác thẩm âm thì các bác hãy đeo tai nghe hoặc là loa vi tính thì chuẩn nhất. Tại vì loa có súp nó sẽ có giải siêu trầm, tần số cực thấp, cho nên là loa điện thoại sẽ không thể hiện được, sẽ không nghe được, mà nó chỉ nghe được tiếng bát từ cái loa vệ tinh này thôi. Cho nên là các bác muốn nghe được tiếng siêu trầm thì các bác phải cắm loa vi tính thì nó mới tái hiện được cái tiếng siêu trầm mà nghe thực tế nó có. Cái loa súp hơi bát gọi là bát 16 đi các bác nhé, có giá là 500.000 các bác nhá, 500.000 một cái này thôi, rất là đẹp. Sau đây thì em sẽ đo kích thước nhá, chiều cao là 35 cm này, hậu chiều sâu của nó là 30 cm và chiều ngang là 20 cm. Đây là bật, bây giờ là bật là rất là nhỏ tiếng, nhỏ hơn cả tiếng ngói. Tuy nhiên là các bác nếu các bác cắm loa vi tính hoặc đeo tai nghe thì nghe vẫn tiếng trầm vẫn rất là uy lực. Khi mà nghe nhạc có sự hỗ trợ của trầm thì các bác dù nghe to hay nghe nhỏ thì đều rất uy lực. Đặc biệt là các bác nghe nhạc trong phòng, nghe đêm, các bác bật nhỏ thôi, tuy nhiên thì tiếng bát rất là tràn trề. Sau đây sẽ test nhạc cho bác nha, các bác nhớ đeo tai nghe hoặc là cắm loa vi tính.
Xin hệ số máy 0964 867 866 để gặp nhân viên bán hàng. Cái video vừa rồi em mở rất là nhiều bài, mỗi bài mở một tí thôi, để tránh cái bản quyền các bạn nhé. Khi mà mở liên tục một bài hoặc đoạn dài thì nó phát hiện ra bản quyền, nó chặn video.
rất là phiền phức, cho nên là em sẽ mở mỗi bài một đoạn thôi, có gì các bác thông cảm. Các bác mua hàng thì xin hệ số máy 0964 867 866, hoặc các bác truy cập fanpage Facebook ở phần mô tả ở video, hoặc là các bác truy cập Zalo ở số em vừa đọc luôn. Và các bác có thể là vào kênh Khách Hàng 866 để theo dõi những video sản phẩm mới nhất bằng cách là bấm đăng ký ở góc phải màn hình và bấm hình quả chuông. Xin kính chào các bác.